Anh ngồi đi. Mời anh uống nước. Thằng Bảo ở đâu rồi chị? Trời ơi, sáng nó chở tôi đi chích ngừa, rồi xong rồi nó giọt đi đâu mất tiêu à. Cũng không biết nó đi đâu nữa à. Rồi chân cẳng chị sao rồi mà hôm nay mới chịu đi chích ngừa? Thì phải đợi hết sốt rồi mới đi chích chứ. Mà anh kiếm thằng Gia Bảo làm chi? À, tôi có mớ cá bóng kho tiêu nè, tính đem qua cho nó để cho chị ăn đặng mà uống thuốc. Rồi giờ sao? Nó không có ở nhà. Rồi chị có nhận không? Trời đó, ông ơi, ông hỏi tôi cái giọng đó rồi mụ nội tôi cũng dám nhận nữa. Thôi vậy thôi, mang về ăn luôn đi. Rồi vậy đi. Mà chị nghĩ làm sao vậy chị sao? Tôi đã có lòng đem qua đây cho chị rồi, chị nghĩ sao vậy? Trời ơi trời, nghĩ sao tôi xách về? Không xách về để đó tôi ăn. Thì đem qua đây cho chị ăn mà. Ờ vậy thôi tôi cảm ơn nha. Cái gì đâu, thôi tôi về. Mà phải nói chứ, đàn ông con trai gì mà kho cá kho ơ gì mà mặn mòi ngon thiệt á nghe. Chị quên tôi là gà trống nuôi con hả? Tôi mà không biết nấu ăn sao hai đứa con gái tôi nó lớn vậy được. Nói vậy cũng nói. Nói chứ cảm ơn nhiều nha. Lâu mới nói con nghe được. Thôi về nha. Nghe mùi thơm thôi là chị không nổi liền à. Mấy đứa giỏi quá. Dạ con đang kho thịt với lại nấu canh. Thiệt à, anh Xui á, ảnh giỏi thiệt. Gà trống nuôi con mà dạy hai đứa con gái đảm đang nên người. Mấy bà đàn bà ở đây hả, chưa chắc gì bằng anh Xui nữa đó. Gần xong chưa con? Dạ sắp xong rồi má. Để má mần phụ coi. Dạ thôi được rồi con làm xong rồi má. Chị... Con sao vậy hả? Con sao vậy? Chị sao vậy? Con sao vậy hả? Hả? À, con sao? Con cái thuốc gì này mất hai? Chết rồi không kịp rồi. Hải Lan ơi! Dạ mày chỉ giả rồi nè. Đi con đi bệnh viện. Không kịp. Đi kia bà bụng giường lẹ lên. Nhanh lên, con kẹt cho đâu. Đưa chị hai con vô bụng. Dạ. Ráng lên. Bà, tôi tính án chừng con Ngọc Hoa nó sắp lâm bồn rồi đó bà. Mà sao tôi thấy trong dạ tôi bất an quá. Người ta nói đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một côi một mình. Tôi thương bà bấy nhiêu thì tôi thương hai đứa đó bấy nhiêu. Chỉ là do cái miệng tôi ưa la chằng chằng là để cho tụi nó khỏi có dễ ngươi. Con Út Xuân nó tưởng là tôi không thương nó. Tôi không biết phải giải thích với nó như thế nào. Còn con Ngọc Hoa, tôi thương nó nhiều lắm. Vậy mà nó làm cho tôi phải đau khổ. Cũng tại nó mà tôi mắc nợ nhà bà Sáu Câu. Hôm bà Sáu bỏ bệnh, tôi có kho nồi thịt nồi cá đem qua cho bà. Bà đừng có hiểu lầm nghe. Nợ tiền nợ bạc dễ trả, nợ ân tình khó trả lắm bà ơi. Bà coi,
ráng phù hộ cho mẹ con Ngọc Hoa mẹ tròn con vuông, cho vợ chồng con cái nó sống hạnh phúc đề huề nha bà nha. Con cầu trời thỉnh Phật, cầu ông bà tổ tiên, cầu thần biển cho vợ thằng Đăng mẹ tròn con vuông. Chị Hai, chị Hai, vợ Hải Đăng đẻ chưa? Chưa, nó chỉ đau bụng từng chập chứ chưa có đau thúc nên chưa có đẻ được. Em nói rồi mà chị, đẻ con so khó đẻ lắm. Lúc nãy á, nó đau bụng chuyển dạ bể nước ối, chị sợ đưa vô nhà thương không kịp mới kêu thằng Hải Đăng á kêu bà mụ vừa, vậy mà tới giờ này vẫn chưa đẻ. Em nói câu này không phải á, chị đừng có giận em nghe, chị đừng có la em nghe. Nhiều khi á, thằng Hải Đăng á, mặt nó ăn chì quá, hoặc là cái tuổi nó không hợp với tuổi con nó hay tuổi vợ gì đó, rồi cái đứa nhỏ chịu chui ra. Bây giờ chị vô trong đó, chị lựa cái lời nào mà xui xui tai chị nói cho nó biết, để nó ra khỏi phòng, để vợ nó lẻn nha chị. Chị đi đi, ở đây em gian giái ông bà tổ tiên, cầu thần biển cho vợ Hải Đăng mẹ tròn con vuông. Lúc nãy chị cũng đã khấn với thần biển rồi, con vợ Hải Đăng sinh ra trai hay gái gì đó chị cũng đặt tên là Hải Di. Thôi để chị vô chị kêu thằng Đăng ra nha. Dạ. Tiếng con nít, vợ thằng Hải Đăng nó đẻ rồi, vợ Hải Đăng nó đẻ rồi. Lại tạ ông bà, lại tạ trời Phật, lại ơn thần biển, vợ thằng Hải Đăng nó đẻ rồi. Em có cáo mà chứ không mà chị ơi. Chị Hai, thức sớm vậy? Không ngủ nắng thêm chút nữa. Tối hôm qua em chở mình mấy giấc á, em thấy lúc nào chị cũng lọ mọ. Chị em ngủ được hả chị Hai? Chị đâu có ngủ đâu mà được hay không được. Mấy bữa trước đó thì sợ vợ của Hải Đăng nó sanh khó, bị con so mà tối hôm qua nó sanh được rồi, mẹ tròn con vuông, chị mừng quá chị không ngủ được luôn đó. Chị làm như có mình chị mừng vậy đó. Em nè, em mừng quá trời quá đất luôn. Em cũng được làm ông rồi chứ bộ. Chị, à? Bây giờ á, em kêu con Xuân á, nó chạy ra chợ nghe, nó mua thịt nạc á, nạc xong về nó kho mặn hay mặn ha, cái để nhiều tiêu vô, cái nó mua đu đủ mọi vịt ha, cái nó mua móng heo, nó hầm một nồi luôn, ăn cho có sữa chị. Rồi xong xuôi cái em đi qua bà Sáu, em xin mấy cái lá trầu, em về em để cho chị nha. Chị lớn á, cái chị hơ trên hang nóng nè, cái chị gà mặt nhỏ, cái chị để hai cái má nhỏ, trời lớn á, nó phúng phính nó đẹp lắm chị. Mấy đứa con rồi? Dạ em đó, mấy đứa con rồi? Em chưa có đứa nào mà. Chưa có đứa nào hả? Ủa sao nãy giờ em nói với chị giống như là em đã có được chục đứa con rồi đó. Em nôn. Trời ơi, lúc mà vợ Hải Đăng có bầu sắp sanh đó, em đi vòng vòng sớm nè, em thấy bà nào mà đẻ con xong em vô em hỏi kinh nghiệm. Ủa em ơi, bộ bụt nhà không có thiên hả? Chị nè, chị đẻ Hải Đăng nè, xong hỏi chị đi, mà đi ra hỏi mấy bà chòm sớm chi, rồi người ta nói trời ơi ba bụt nhiều chuyện. Em sợ hỏi chị mà chị la. Thôi để chị kêu con Xuân đi chợ mua mấy món đó. Chị để em đi được rồi, con Xuân ở nhà nó phụ chị lo cho chị nó đi ha. Rồi để em kêu Xí Ngầu chở em đi, cái em ù cái chợ cái mua em chạy ù về liền à nghe chị Hai ha. Xí Ngầu ơi, chở cha đi đi chợ. Xí Ngầu ơi, Xí Ngầu. Ủa ông ba, thêm cái này nè là đủ 30 nha. Đủ 30 kg ha. Còn riêng hai cái sàn này á, lát tôi bọc riêng làm như thêm tặng vậy đó. Để cho ông ba tặng cho bên Suya đó, cái rộng rộng tay cái.
Đúng rồi đó. Dạ. À, cảm ơn Út nha. Dạ. Thôi ở nhà vậy á thì yên tâm lắm. Chứ mua khô ngoài chợ á, nhiều khi người ta tẩm thuốc gì mình đâu có biết đâu. Rồi mình không có yên lòng mình tặng cho Xu Gia. Yên tâm đi, ở nhà ha. Tôi lựa con cá nào con cá đấy nó mập ú. Nạt không à, không? Nạt quá trời nạt luôn. Rồi cái là tôi ướp muối ít rồi, có tắm thêm gia vị nữa. Rồi ngàn canh nắng riết luôn á, ngon dữ lắm. Tôi biết mà. À, làm cho ông ba làm gọi là gì? Bẻ mặt hả? Bẻ mặt với lại gia đình Xu Gia. Ngon lắm, còn nào nấy u nù. Còn nào nấy như ông ba vậy. Ý cái này vô bọc rồi ai trở về? Thằng Xí Ngầu nó trở về. Mai nó qua chợ ha. Ngày mai vô bọc hết đi. Để ngày mốt á tôi đưa con Xuân về dưới quê. Rồi tôi đem về dưới quê luôn. Ủa? Ông đưa con Xuân về hả? Đúng rồi, mua vé trơn rồi. Cái ngày ra đó thì Hải Đăng nó rước con Xuân ra đây. Rồi giờ con Xuân nó về thì mình có nhiệm vụ phải đưa con gái người ta tới nhà đàng hoàng chứ. Đúng rồi. Ông ba tính vậy là đúng á. Dù gì con gái người ta nó có ở quê đi nữa nhưng mà đi lại như vậy là nguy hiểm bất tiện. Cái là ông ba đi về đưa đi về là bao nhiêu ngày? Ngày đi ngày ở ngày về 3 ngày. Út đi chơi không? Ngồi trên xe không à, không có mệt đâu. Thôi trời ơi, không biết tôi mà. Nhà đang đê đê công chuyện mà đi đâu. Với lại làm như xe tôi thù nó sao. Tôi lên cái tôi ói. Nè, tôi mời lần thứ hai không đi á nha. Là tôi giận đó. Tôi với bà tuổi cũng bộn rồi, không còn thời gian đâu mà chờ đợi hoài. Tôi cảnh báo đỏ đó. Trời đất ơi, giận mà. Đi tướng Hà lấn chiếm lòng lề đường quá vậy. Mai qua chở cá nha. Biển ơi, thiệt sự là con đã thương anh Hải Đăng thiệt rồi. Nhưng mà chỉ là đơn phương thầm lặng mình ơn thôi. Không lý nào con đem cuộc hôn nhân giả này ra mà chối chân ảnh, trong khi ảnh còn là trai tân, lại giỏi giang, biết sống, nên tương lai của ảnh phía trước còn thênh thang rộng mở. Bây giờ có phải là đã đến lúc con nên đi khỏi cái xứ biển này không? Con muốn trở về thực tại để đối mặt với số phận của mình. Tự mình phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình. Không thể đổ lỗi lên anh Hải Đăng hoài được. Nhưng mà Biển ơi, khó quá con không làm được. Chị cứ khóc lén hoài vậy. Em ở đây em để ý thấy mấy lần rồi á, mà em thấy anh Hải Đăng rất là yêu thương chị. Rồi bác hai với cậu ba cũng rất là cưng chị nữa. Xí Ngầu cũng rất là lễ phép với chị. Chị có chuyện buồn gì hả? Chị nói em nghe. Mỗi một người đều có một câu chuyện riêng mang. Không có giọt nước mắt nào mà không có lý do cả em à. Em với chị làm gì có bí mật. Chị nói em nghe để chị nhẹ lòng. Em nghe em để bụng vậy thôi. Em đâu có nói với tía đâu mà chị sợ. Thì là có dịp chị sẽ kể cho em nghe. Nếu như mà mẹ của anh Hải Đăng không trở nặng thì có lẽ chị đã xin phép tất cả mọi người cho chị dẫn Hải Nhi về ở sống luôn với tía rồi. Chị hai, chị nghĩ cái gì mà chị nói vậy vậy? Tự nhiên đòi ẵm thằng nhỏ về dưới à? Mà chị ẵm thằng nhỏ về dưới có chắc là tía chịu chúa không? Rồi người ở đây sao mà họ cho chị ẵm thằng nhỏ về dưới được? Chị có chuyện gì buồn hả? Anh Hải Đăng là một người chồng tốt mà, anh đâu có tệ bạc đâu mà chị đòi bỏ đi. Khi nào chị thấy tiện nhất chị sẽ kể cho em nghe mà. Chỉ là
trong lòng của chị bây giờ hơi bất an, cho nên là chị sẽ nói những lời không hay. Út Xuân đừng có lo lắng quá nha. À, chị biết Tía thích mặc đồ bà ba lắm, cho nên là chị có ra chợ mua cho Tía mấy sắp giải. Em về dưới á, em đi may cho Tía nha. Chàng ơi, hôm bữa anh Hải Đăng về dưới rước em lên, anh mua cho Tía 5 bộ á. Chị mua cho Tía mấy bộ vậy? Chị mua cho Tía 3 bộ. Thấy chưa, chị lúc nào cũng thua anh Hải Đăng hết đó. Anh ghé Sài Gòn mua giải xong rồi đem về dưới cho Tía may, chứ đợi chị nói Tía không có áo bà ba bận, ảnh lo hết cho Tía rồi mà. Có gì làm vậy má? Đăng. Dạ. Vô đây má nói nghe nè. Dạ. Ngồi xuống. Dạ, chuyện gì vậy má? Ngày mai á là Út Xuân nó về quê rồi. Rồi bữa nay con nghỉ làm đi, coi mua cái gì quà, mua cáp gì đó gửi về cho Tía bay. Dạ, cậu ba có dặn gì Út Mén, chuẩn bị ít khô gửi cho Tía rồi má. Mày nói vậy mà cũng nói được đó hả? Con vợ con á mà biết con nói vậy là nó buồn thiệt à nha. Dạ, con chỉ nghĩ ra như vậy thôi. Má quý hay á, chị với con nhớ. Nè, khô á là cậu ba mày lo, chứ không phải mày lo ha. Ở đó mà vậy là xong. Bây giờ nghe má hỏi thiệt nè, mấy tháng qua con với thằng Xí Ngầu á làm dư được bao nhiêu, nói thiệt cho má nghe coi. Dạ, con Xí Ngầu làm tính mua đi bán lại á. Ừ. Rồi trừ chi phí riêng trong nhà nữa thì con dư được 8 chỉ. Ừ. Con gửi Ngọc Khoan hết rồi má. Vì Út Xuân á, dạ, nó cũng nghỉ bán nghỉ buôn ở dưới quê để chăm sóc cho vợ mày, thì con phải tính sao cho sòng phẳng, chứ đừng im lặng như vậy hoài không có được. Thôi chết, má không nhắc là con cũng quên luôn. Giờ làm sao má? Con hỏi má nữa hả? Bây giờ má tính vậy, nói với vợ con á, lấy ra phân nửa số già mà con gửi cho vợ con. Dạ. Đưa cho Út Xuân 2 chỉ, coi như là công của Út Xuân á bấy lâu nay lo chăm sóc cho vợ con. Còn 2 chỉ á thì gửi về cho Tía bay để ổng phòng thân. Nhưng mà con phải lựa lời con nói làm sao khéo khéo, lấy vàng lại cho khéo, chứ đừng có để cho con Qua biết chuyện này. Con Qua hay con Xuân mà biết chuyện này á là nó không có chịu đâu nghe. Vàng á là con đưa cậu ba để cậu ba chuyển giùm cho con, mà con nhớ cái chuyện này con không nói tới nó luôn cho con Qua nó biết, hiểu chưa? Dạ con cảm ơn má. Má mà không nói á là con cũng ngu luôn. Con ngu quá chứ còn cái gì nữa. Vàng bạc hay là tiền á thì mình có thể tìm ra được, mình có thể kiếm được, nhưng mà tình cảm chân chính ta nói cho dù mà cả núi vàng á cũng không tìm được đâu. Con mà cứ tính toán kiểu như con á là con là trở thành cái thằng vỏ ẹt đó. Dạ má, công việc con lu bu quá chứ con đâu có tiếc mấy chị vàng đó đâu má. Mình đâu có nghĩ là mình là ý y, mình là đàn ông rồi mình không để ý hay là mình vô tâm mấy chuyện đó. Con nên nhớ đó là con đi làm kiếm tiền, giàu không phải là để giàu sang, mà đi làm kiếm tiền là vì ai, cho ai, cho bản thân và cho vợ con của con, như vậy thì mới có hạnh phúc, hiểu không? Dạ, con cảm ơn má. Thôi bây giờ nghỉ làm á rồi đi tìm thêm cái gì mua cho Tía bay đi. Dạ, thôi bây giờ con vô trong cất đồ, rồi con ra chợ con mua ít đồ gửi cho Tía nha má. Ừ, vậy được đó. Con đi nha má. Ừ. Ôi, cậu ba. Chàng ơi, mừng quá vậy. Đem cục vàng cục ngọc của anh về nè. Sao hai cậu cháu về mà sao không biên thư báo tôi biết trước tiếng vậy? Vậy nó bất ngờ. Vô, đi, đi, vô chà. Xuân, con hứa làm mấy trái dừa cho cậu ba uống nha. Dạ. Rồi, cậu ba vô đây ngồi. Chà, mệt dữ hen cậu ba. Rồi, cậu ba uống miếng trà đỡ nghe. Nè. Đi đường xa mệt dữ ha cậu. À, mấy con khô đặc sản ở ngoài xứ biển á đem vô làm quà cho anh. Trời ơi,
cậu ba quà cáp chi vậy? À, cậu ba ở ngoài á, rồi con lọc qua nó. Nó xanh rồi. Nó xanh rồi hả? Con trai. Con trai 3 kg mấy luôn. Trời ơi, đã quá vậy. Tôi nghe tôi sướng cái bụng tôi ghê luôn á. Tôi cũng sướng nè, tôi là ông cậu tôi cũng sướng vậy. Trời ơi, lọt lòng ra, thằng nhỏ đẹp trai dữ lắm luôn. Mặt sáng sủa, nhìn nó hấp dẫn lắm. Đã ha. Trời ơi, chị hai tôi chỉ tính chuyện như thần vậy đó. Lúc đầu là gia đình tính là cho ra nhà thương lớn nó sanh, rồi xong xuôi cái tới ngày nó trở dạ, nó đau quá, nhanh quá cái chị hai tôi nó kêu mụ về. Đưa về cái là bả gian gái cái nó đẻ cái ọt nhỏ ra đẹp dễ sợ luôn, mặt mày sáng giới anh ơi. Đã thiệt đã luôn á. Rồi rồi nó tin gì cậu ba? Thì lúc á con Ngọc Hoa nó đang đau đẻ, bà chị của tôi á, bà đứng ở trước cửa nhà, bà gian gái, bà xin thằng Biển gì đó. Bà nói đặt cái tên này á, là nam xài cũng được, mà nữ xài cũng được, đẻ con nào ra đặt tên được là Hải Di. Thằng cha Hải Đăng là đứa con mới đình Hải Di. Đã ha, tên đã thiệt chứ. Nhưng mà tôi cũng thay mặt chị tôi nha, xin lỗi anh. Thật sự thì ở ngoài đó làm đầy tháng cho thằng Hải Di nó sơ sài quá. Bà chị tôi nói là làm lớn sợ ông bà vợ nó không khỏe mạnh vui vẻ, nên làm nhỏ nhỏ không có mời anh được. Thôi để thôi nôi đi, thôi nôi gia đình tôi sẽ làm lớn nhất cái xứ biển. Cái tôi đại diện gia đình, tôi mời anh ra chơi ha. Ra chứ, ra thăm cháu ngoại tôi mừng. Sương ơi, xong chưa con? Dạ rồi, dạ rồi. Trời ơi, nói chứ tôi ở đây mà tôi cứ trông ngóng, tôi cứ lo lắng cho con Hoa quá chừng luôn. Dạ tía với cậu ba uống dừa. Cậu ba, con chặt 5-7 trái lận, cậu ba uống hết đi con đem ra nữa nghe. Ngọt lắm, ngọt lắm. Ngọt lắm, cậu ba uống đi. Trời, con anh nó khéo ghê, uống đi anh. Xuân à, anh hồi nãy ngồi trên xe từ ngoài kia vô đây, cậu ba suy nghĩ hoài à. Cậu ba không biết nên đưa con ở chỗ nào. Thôi giờ tới nhà rồi, cậu ba đưa con nha. Ủa gì vậy cậu ba? Hai chỉ vàng thằng anh rể nó gửi tặng cho nó. Nói nó là nó có công mà bỏ công ăn việc làm đây, đi ra xứ biển nuôi con chị nó đẻ. Trời ơi cậu ba ơi, hai chị em nó quấn quýt với nhau từ nhỏ tới lớn rồi, thì con em nó ra ngoài đó nó phụ con chị nó lo cho con chị nó sanh là chuyện bình thường, không có cái gì đâu. Thôi cậu ba cất đi. Con em đi ra lo cho con chị là chuyện bình thường, còn thằng anh rể mà lo cho con em vợ cũng là chuyện bình thường. Nè cầm đi cho thằng anh rể con nó vui nghe con. Trong nhà không à. Thôi thì giờ cậu ba nói vậy rồi, thôi con nhận đi cho cậu ba vui. Dạ. Đó. Còn cái này là của anh. Cái gì? Của thằng con rể anh á, là thằng cháu tôi. Nó nhờ tôi á vô đây nói làm sao để anh nhận, anh đừng có giận nó. Thôi thôi thôi, không được đâu cậu ba ơi. Cậu ba cứ gài tôi vô cái thế khó không à. Tôi nói cậu ba nghe nè, tôi là phận làm cha, đúng ra là tôi phải gửi tiền ra ngoài để mà phụ cho vợ chồng nó sanh đẻ kìa. Đằng này tôi không có giúp được, làm sao tôi nhận. Mà tôi hỏi cậu ba có đúng không nè, bây giờ con vợ nó mới sanh, con còn đỏ hỏn à, vợ nó chưa có làm được đồng bạc nào hết. Rồi nghe đâu là chị xui của tôi là bị bệnh nữa. Thôi tôi không có nhận được đâu. Anh phải nhận hai chỉ vàng này đi. Thật sự là Hải Đăng nó cũng biết tánh của tía vợ nó, nên nó nói cậu phải vô nói cách nào để cho tía vợ nó nhận. Này tấm lòng của nó thôi. Rồi anh nói tôi cũng hiểu. Vợ nó thì nó lo, má nó thì nó cũng lo, còn anh á là tía vợ nó lo cho anh cũng phải mà. Anh nhận đi cho tôi vui. Cậu ba, thôi giờ coi như là tôi tạm nhận, tôi giữ ở đây nha, tôi không có xài, để khi mà vợ chồng nó cần á thì tôi sẽ trả lại. Anh cứ nhận đi rồi anh muốn bằng cái gì cũng được hết trơn. Nè con giữ. Dạ. giữ giùm cho tía. Nè cậu tặng con cái hộp luôn á. Nãy trước khi nói á, tôi sợ anh dặn, anh không nhận. Bây giờ anh nhận xong á, tôi thấy nhẹ trong lòng quá. Tôi về ngoài đó tôi cũng nói cho thằng cháu tôi cũng vui. Coi như xong việc, tôi xin phép anh tôi về ngoài đó nha. Ủa?
chi mà gấp gáp dữ vậy cậu? Đường xá xa xôi vô đây ở chơi ít bữa rồi gì. Tôi cũng muốn ở chơi với anh ít bữa, ngồi nhậu nhẹt tâm sự cho nó vui. Nhưng mà anh biết là đó, ở ngoài đó đơn chiếc lắm. Cháu Xuân về đây, còn đó có mình Xí Ngầu à. Xí Ngầu nó hậu đậu dữ lắm, nó có không biết bằng cái gì đâu. Còn chị tôi thì đau yếu đi cũng khó khăn. Anh thông cảm đi, cho tôi về ngoài đó đi, có dịp khác tôi vô đây ở lâu với anh ha. Rồi, cậu ba gấp gáp vậy là tôi không có chuẩn bị quà cáp gì được để mà cậu ba cầm về dưới để mà biếu cho chị Xuân. Hay là thôi cậu ba ở đây ăn với tôi bữa cơm đi, rồi tôi kêu Út Sưng nó ra ngoài chợ nó mua ít trái cây để mà cậu đem về biếu cho chị Xu tôi ha. Được, ăn cơm thì ở lại ăn với anh. Con, chú làm đồ ăn đi. Dạ. Cậu ba uống tiếp dừa đi cậu ba, dừa ngọt lắm à. Đường tình gió cuốn vào bao giờ, cuộc đời bao trái ngang. Còn gì cho nhau để rồi mãi sau phương sầu nhớ. Tình mình số kia chẳng hề lỗi ai, đành phải cách xa nhau. Hỡi em, ta mất nhau rồi. Lời yêu xưa bay ngủ chân trời. Người yêu ơi, xa cách muôn trùng. Tình yêu bay theo lá. Lá thu bay trong chiều, mưa buồn rơi thu về đây răng sầu muôn lối. Nỗi cô đơn bùa vây bóng đêm hòa đầy niềm thương nhớ.